câu chuyện đồ chơi, tập phim, siêu nhân người nhện, đại chiến robot khủng long, người sắt mất tích. Quái vật khủng long, chạy mau! Quái vật khủng long, nhận lấy này! Gì thế này? Các ngươi vừa định lừa rồi. Đã ai có thông tin về người sắt chưa? Vẫn chưa, không một tín hiệu nào cả. Chắc cậu ấy chỉ trốn đâu đó thôi. Nhỡ đâu đã gặp chuyện gì đó, chúng ta phải truy tìm người sắt. À, chạy mau! Mau ngăn chặn quái vật lại. Yes sir. Oh no, nó quá mạnh. Là bọn siêu nhân gao. Gao vàng, gao xanh, gao hồng, gao đen, gao đỏ. Chúng tôi là 5 anh em siêu nhân. Nơi nào có kẻ ác, nơi đó có chân lý. Hãy mau đầu hàng đi, lão bác học xấu xa. Hè hè, hãy xem sức mạnh của ta đây. Xông lên. Ừ, được lắm. Nhìn nắp chúng đi, quá hơn tụi ta. Phải gọi robot chiến đấu thôi. Chuồn thôi. Để chuồn sao? Không dễ đâu. À, yeah, đáng đời lão bảo xấu xa. Ha, dựa vào trí tuệ của tên người sắt, ta có thể chế tạo thành công cỗ máy hủy diệt. Ngày tàn của trái đất sắp đến.
Ngài Ma Vương thật là lợi hại. Khó hiểu nhỉ? Không biết người sắt đi đâu. Hả? Báo cáo, có yêu vật xuất hiện, đang tiến vào trung tâm thành phố. Người mau dừng lại. Chết nè. Hành động nào. Go. Tôi đến có muộn quá không? Mình quá, lại bị chúng giành chiến thắng. Câu chuyện đồ chơi, tập phim, siêu nhân người nhện, đại chiến kinh công khổng lồ. Tất cả đứng im, bọn ta là cướp đây. Mau nổ hết tiền bạc của cải ra đây. Oh no, bọn ta sẽ tha cho. À, cướp. Mau mang tiền ra đây. Các anh tha mạng. Alo, tổng cục cảnh sát xin nghe. Báo động. Một băng cướp tại siêu thị thành phố. Chúng đang giữ rất nhiều con tin. Đến lúc hành động rồi. Các đồng chí tập trung vây bắt đối tượng. Đội 1 đã sẵn sàng. Đội 2 đã vào vị trí. Đội 3 đã sẵn sàng. Các đối tượng trong siêu thị nghe đây. Cảnh sát đã bao vây khu vực này. Hãy mau ra đầu hàng để nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Chết rồi đại ca ơi. Cảnh sát đông quá. Chết tiệt. Rút thôi. Mau chuẩn bị xe cho bọn ta. Bọn ta sẽ thả con tin. Mau làm theo lời hắn. Hả? Cái gì thế? Oh no. Con tin đâu rồi? Ở đây nhé. Ha ha. Đầu hàng đi, những tên cướp xấu xa. Lại là bọn siêu anh hùng. Chuồn mau đại ca ơi. We'll be right back.
ngày bắt mấy tên cướp. Chán quá, thành phố yên bình như này càng tốt chứ sao? Hả? Chuyện gì thế? Có cái vật xuất hiện ở ngoại thành, đang tiến vào trung tâm thành phố. Đến lúc rồi, chuẩn bị chiến đấu nào. Hay quá, đi thôi. Khổng lồ kia, chia nhau ra chiến nào. Bọn xe anh hùng thật đáng ghét. Các bạn nhỏ đã đến với câu chuyện đồ chơi. Chúng mình làm video với đồ chơi mỗi ngày. Nếu các bạn thích video thì hãy like, share và đăng ký kênh để giúp chúng mình sáng tạo thêm nhiều video về đồ chơi hay hơn nữa nhé. Đừng quên đăng ký kênh Câu Chuyện Đồ Chơi và nhấn chuông thông báo cạnh nút đăng ký để có thể nhận được video về câu chuyện đồ chơi nhé. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Và nếu có ý kiến đóng góp cho chúng mình thì hãy để lại comment ở phía dưới video nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.